được rồi đó. Trong công việc gia đình thì vợ chồng mình đều chia sẻ công việc như nhau, nhưng mà trừ rửa chén và giặt đồ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tên tuổi của mình nha. Mời em. Em xin kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng anh bên kia bước rèm và quý vị khán giả. Em tên là Sao Mai, năm nay 27 tuổi, đến từ Thanh Hóa và đang làm việc tại Đồng Nai, nhân viên văn phòng công ty gỗ xuất khẩu ạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn cùng chơi ạ. Chào bạn. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Văn Hóa, em đến từ Đắk Lắk. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần công nghiệp IBC. Và là em là kỹ sư. Tên hai bạn hôm nay cũng ấn tượng. Một bạn tên là Sao Mai, một tên là Mai Văn Hóa. Em giới thiệu một chút về tình trường của mình thử xem. Dạ, em thì lại có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất là bao lâu? Là 3 năm. 3 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Tại vì sao mặt có cách lòng quá anh. Tại vì một người học ngoài Đà Nẵng và em thì ôn thi đại học ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia có sợ sao mặt cách lòng không vậy ta? À, em cũng có mối tình như thế nhưng mà em không sợ. Giờ mình có đặt ra tiêu chí mình tìm một người bạn trai như thế nào không? Tìm ra một người bạn trai là ưa nhìn ạ. Cao trên 1m65, nặng dưới 65kg. Không hút thuốc, không có xăm hình, là một người có trách nhiệm, không lăng nhăng. Như vậy là được rồi. Như vậy là quá nhiều rồi đó. Bạn trai mình có đạt ra được những cái tiêu chí đó không? Dạ, lăng nhăng thì em không có, nhưng mà hút thuốc thì em có, tại vì em đi chỉ huy công trường á. Rồi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Dạ, em cao 1m68 và em nặng 56kg ạ. Dạ, sao ốm vậy ta? Dạ. Sao? Ốm mà chắc. Thiếu chút thịt mình về mình nuôi được không? Dạ, được chị ạ. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì không nè? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, đá banh, bóng chuyền, cờ vua. Ngoài ra thì hồi nhỏ thì biết làm thơ, vẽ tranh rồi theo thùa nhưng giờ cũng quên rồi. Còn ngoài ra hát hò thì hát các nhạc quê hương trữ tình. Điểm yếu thì dễ tin người, có thể là nói nhiều một chút ạ. Không sao, thôi bây giờ mình hát đi. Điểm mạnh của mình là hát. Mình hát một bài hát gì đó tặng cho mọi người, tặng cho bạn trai ngồi bên kia ha. Em xin hát một đoạn ngắn ngắn, một bài hát rất vui nhộn thôi. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện ạ. Rồi. Có chú chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng liêu lo như muốn ngò. Buổi sáng quanh ta như sao động, như bầu trời xanh bao ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát vang lên trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Em sẽ hết ạ. Hay quá. Bạn trai đáp từ liền. Đáp từ gì không? Bolero. Vâng, thì đến với chương trình hôm nay thì em xin tặng anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng với bạn chơi và các quý vị khán giả một bài hát được mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu ạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Ngọt quá. Tôi xin dâng vòng tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng mơ trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa đổ bến. Biết nẻo mô mà tìm. Ngọt quá, quá sức ngọt. Nói chung là hai bạn đều có năng khiếu ca hát hết. Mình có những điểm mạnh, điểm yếu nào nói cho bạn nữ biết luôn. Trong công việc gia đình thì nếu mà mình thương nhau lấy nhau về á thì vợ chồng mình đều như nhau, đều chia sẻ công việc như nhau, nhưng mà trừ rửa chén và giặt đồ. Trời ơi. Sao em có biết làm việc nhà gì không? Cái đó thì em cũng không ngại, nhưng mà anh em không lo, mình có máy giặt với cả máy rửa chén luôn rồi. À, hay quá. Trời ơi, tính hay quá. Rồi, mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Nói chung một người đối với em thì chung thủy là được.
và cao cũng tương đồng với em là được rồi. Thông cảm và hiểu cho cái công việc của em. Có điều gì em không thích ở người bạn gái mình không? Nói chung là cái sự lòe loẹt quá hoặc là phô trương quá, nói chung là em không thích. Có gia trưởng không bạn trai? Dạ không ạ. Nó cũng còn tuổi trẻ mà nghe nói chuyện sao mà nó giống cừu non quá à. Dạ chị ạ. Trời ơi tóc modern quá ha. Nó nhọn lên vậy đó hả? Bây giờ mình có cái kế hoạch là mình tiến tới hôn nhân như thế nào không? Em thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ mình quyết định là lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị sẽ nói giúp em. Chào em. Em ơi, anh này anh không có rửa chén, không có giặt quần áo được rồi nữa. Chuyện gia đình thì sao, tính sao? Em thấy không sao cả, bởi vì đàn ông con trai... Nãy em nói gì máy giặt vậy, thấy không ổn. Bởi vì á, đôi khi nhà cúp điện 3-4 ngày rồi máy giặt, máy rửa chén đâu ra. Thật ra thì em nói thế thôi, nhưng mà trước giờ thì em cũng không có dùng máy giặt. Và rửa chén là công việc em yêu thích nhất. Ồ, trời ơi. Trời, thấy giờ chị nói. Hay cái này là bổ sung cho nhau được đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, hôm nay em đi với chú ruột em ở Củ Chi, anh rể với cả các bạn của em. Dạ chào chú. Xin được chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng dạ. Quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Nay đến đây được tham gia chương trình, điều rất vui. Và thấy ngồi ở đây theo dõi nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được. Có một cái điểm yếu là không chịu giặt đồ, thì bây giờ có máy giặt thì cũng đơn giản rồi, không có sao cả. Thì hai bạn lên đây thì tốt nhất là trước hết là cái duyên này cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Đây là điều tốt nhất. Cảm ơn chú. Rồi Mai Văn Hóa, bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với cùng người em học cùng thời đại học. Cháu chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Về cá nhân cháu nhận xét về chị gái thì một người phụ nữ tuyệt vời cho gia đình. Không còn gì chê trách, nhưng mà mong là chị là sẽ phải thông cảm cho anh nhiều hơn. Tại vì dân công trình thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà như chị vừa nãy ghét. Mong anh chị là phải thông cảm và bỏ qua cho nhau nhiều. Thôi bây giờ mình kéo màn lại cảm nhận về nhau ha. Đội vô mới cho gặp. Đội vô xẹp cái đầu của ta mất đẹp. Đem mắt kính vô không em? Không cần hả? Xin chào em. Đẹp trai quá. Đầu tiên con muốn gọi bạn. Cảm ơn ạ. Giám sát công trình ha. Rồi hai người nói chuyện với nhau đi các bạn. Anh có ấn tượng gì về em không? Có khác cái mẫu hình của anh tưởng tượng lâu nay không? Em thì lần đầu tiên anh gặp thì cũng khá bất ngờ. Em cũng khá là dễ thương. Anh tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Còn nếu bây giờ là hút thuốc lá ấy, em không ngửi được mùi đó. Em còn không thích, nhưng mà bây giờ nếu là vì em, anh có thể bỏ được thuốc lá không? Anh có thể cố gắng. Không phải là bỏ tuyệt đối. Cái điều không... đó thì anh sẽ hứa, nhưng mà phải cho anh thêm một thời gian. Thực ra là cái việc đó là em không ngửi được mùi đó, chứ không phải là em kỳ thị. Vì gần như là dị ứng á, mũi dị ứng là không có được. Rồi, anh sẽ thì hôm nay cũng rất là vui khi gặp anh trên đây, cũng giữa trăm hàng vạn người, 7 tỷ người đó. Chắc là kiếp trước cũng cúi đầu chào nhau 500 lần thì kiếp này cũng mới có thể nhìn được vài giây phút này. Nên là em nghĩ rằng là nếu mà không được thì cũng có thể làm bạn. Đúng rồi. Là cũng là một cái duyên rồi. Thì em cũng xin cảm ơn chương trình, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn trai mình cũng nói cái gì đó cảm xúc của anh, mình tỏ tình với bạn gái. Anh có phải là người lãng mạn không? Em thích những người lãng mạn lắm. Anh thì rất là lãng mạn. Đâu em bay bổng gì cái liền trên sân khấu chị coi cho mình tỏ tình hay là mình làm gì đó với bạn gái. Nói chung em giờ thật sự cũng chưa nghĩ ra được cái điều gì mới mẻ, nhưng mà chắc có lẽ là đang còn hơi hồi hộp quá. Thế mình hát một bài hát lãng mạn tặng bạn gái. Anh được có không? Bài hát bài ca xây dựng không? Bài ca xây dựng thì anh không bạn thuộc ơi nhiều ơi. Bài đó là chuyên ngành của anh. Ở chuyên ngành bên anh sao? Nhưng là anh lại không thuộc nhiều. Thôi để anh tặng em bài hát gửi em ở cuối sông Hồng đi. Thế anh em mình xong ca đi. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy về đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn biên dưới cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Anh ở biên cương, anh hát tiếp đi. Em ở không, phương. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ.
cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về bên biên giới sao chẳng nói nên lời nhưng nàng tình yêu thương. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét mà em thương anh. Chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không? Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy. Hát hay quá. Hết thời gian. Hai bạn hát chung với nhau hay quá. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Bây giờ ta đã đến giây phút rất là quan trọng. Nói tóm lại nó hệ trọng, đôi khi hệ trọng đến cả cuộc đời của mình đấy. Nhắm mắt lại và chiêm nghiệm xem nó động trong tim mình điều gì và trái tim có rung động hay không. Bấm nút theo tiếng gọi của con tim các bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Đây các bạn, chương trình là như thế. Hãy hôn cái hôn đầu tiên các bạn. Sao hụt gì mình hé luôn. Thắng chưa? Thắng con này chi? Trúng rồi. Trúng rồi hả? Trúng rồi thì được. Tưởng chưa trúng làm lại. Đây là những chiếc vé xem phim để giúp các bạn có thời gian xem phim và có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Những chiếc vé phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là một thẻ thanh toán quốc tế GCB trị giá 1 triệu đồng. Các bạn xem phim xong, mình dẫn bạn gái ra để mua xong. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ở đây gửi tặng hai bạn bộ ráp và bỏ gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi dắt bạn gái chúng ta cùng đi xem phim, đi hết một đoạn đường thật dài với nhau. Em xin cảm ơn chương trình ạ, xin cảm ơn quý vị ạ. Rất là khỏe và kể cả là bốc hàng. Quý vị ạ. Dạ. Cuộc đời thì có cho con. Nhưng mà nó có phúc hậu à? Không có phúc hậu mà đẹp trai được chị. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau, không có gì ngại nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn đầu tiên các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Hạ Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh. Em tên là Hồng Thấm, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng của FPT Shop. Bạn trai mời em giới thiệu. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ. Dạ, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia bức rèm. Con tên là Phi Bằng, năm nay 29 tuổi và công tác tại quận Nhất. Nghề nghiệp của con là IT. Phi Bằng. Dạ, cũng Phi Bằng. Phi hả? Phi dạ. Bằng. Phi Bằng chứ phải Vi Bằng. Dạ. Phi Bằng. Bạn gái giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ. Sở đoản của em là em rất là lười hoạt động. Tuy nhiên thì em rất là khỏe và những gì con trai làm được thì em cũng có thể làm được. Kể cả là bốc hàng hoặc là sửa điện nước ạ. Ghê vậy. Dạ. Sửa điện nước rồi trong nhà được luôn. Dạ được ạ. Ủa mà không có chơi thể thao mà lười vận động nữa thì sao mà mạnh được em? Tại vì em ở Lâm Đồng nên nhân cà phê nên em cũng rất là khỏe ạ. Dạ. Bạn trai. Dạ, điểm sở trường của em là ca hát, vui chơi hoặc là hoạt động tập thể. Hát bài đi. Bài hát của con thì nó hơi buồn. Đâu hát thử coi nghe buồn cỡ nào. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung theo thôi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người tháo, quanh hiu trong vắng kỳ nghèo. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hân hờ. Là cái bài hát nó đã buồn rồi. Mặt cái giọng không bỏ nhỏ nó còn buồn nữa. Ủa mặt buồn luôn hả? Mặt buồn, nói chung dễ thương. Đây,
Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em được một mối tình kéo dài khoảng 3 năm, chia tay khoảng 2 năm rồi. Lý do là bạn nam đó quen một người bạn nữ khác, nói em là do em ít nói, thì vậy bạn đó không có thích em mà thích bạn nữ kia hơn. Ủa, em thấy em nói nhiều lắm mà. Dạ đúng rồi ạ, à. Có thể là do sốc quá nên giờ em nói nhiều hơn lúc trước ạ. À, phụ nữ rụt rè cũng được chứ có gì đâu, người ta dễ thương duyên dáng vậy. Cái bạn nào mà kỳ khôi, từ đó sốc quá nói nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá bạn trai cũng bỏ luôn. Nói cho vui vậy thôi, em rất là dễ thương, thích sao mình cứ việc nói vậy nha. Dạ. Bạn kia bỏ chị qua chị bánh luôn. Em có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm được một bạn trai là biết quan tâm đến mọi người, không có gia trưởng, không có áp đặt, nhìn bạn đó có khuôn mặt phúc hậu à. Mặt có phúc hậu không? Không có phúc hậu mà đẹp trai được chị. Tôi qua tôi coi mà không đẹp trai đừng có trách, tại sao tôi dìm hàng nha. Dạ. Trời ơi, ông đẹp quá. Tôi qua thấy đẹp tôi muốn đi về dễ sợ vậy. Thôi chị đừng vậy. Làm gì dìm hàng đàn trai như vậy? Ai biểu nổ anh chi? Nổ anh chi vậy? Nó mình có được, duyên được nói rồi nói vậy đó. Không, này em chỉ hỏi thôi. Có nhiều mối tình? 3 mối tình. Sâu đậm nhất là gần 4 năm. 4 năm mà chia tay luôn? Cũng cố gắng vượt qua nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn một cái khoảng cách, gọi là một chữ ghen. Ai ghen? Bạn nó ghen hay em ghen? Dạ, bạn nữ nó ghen với lại không có tin tưởng em lắm. Thích bạn gái nói nhiều hay ít nói? Ví dụ như bạn gái không nói thì em nói. Còn ví dụ như bạn gái nói nhiều thì em ngồi nghe bạn gái nói. Chính xác luôn. Dễ có mà. Cái điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hồi đó thì không thích con gái mà nhuộm tóc. Nhưng mà sau này thấy con gái nhuộm tóc đẹp. Lập trường không vững. Cũng duyên dáng lắm. Cố lên em trai. Dạ. Đẹp trai không bằng trai mặt cưng ha. Nãy giờ nghe anh chia sẻ không? Chị thì cũng bó tay rồi đó, tùy em thôi. Bà mối Hoàng phải chất vấn thằng trai nhiều quá hả? Để anh Quang coi thằng gái sao ha. Chào em. Dạ. Bây giờ nghe anh nói tưởng tượng ảnh là người như thế nào? Em nghĩ là bạn trai bên đó có tính còn hơi trẻ con một xí. Chắc là chưa có ý định lập gia đình sớm giờ này. Còn em thì em muốn là lập gia đình rồi. Bao lâu? Dạ khoảng được thì năm sau ạ. Bạn ở đây là chín chắn lắm rồi đó nha. Cũng trẻ con vậy thôi chứ cũng 29 tuổi bển rồi. Đám cưới xong đó mình có dự định là mình với cùng bạn trai sẽ làm cái gì không? Dạ nếu mà đám cưới mà có nhiều tiền thì lấy cái tiền đó đi kinh doanh. Kinh doanh gì? Tùy vào cái thời điểm đó, nếu mà khả năng mình có thể làm được và mình có hiểu biết về cái lĩnh vực đó mình sẽ kinh doanh. Tốt, có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thôi bạn nữ ơi, để mình viết phần mềm cho bạn làm marketing nha. Đó, thấy luôn, cái phần mềm luôn. Khoan, cho mình hỏi con. Mình hỏi kia được đó. Nhưng mà em mới có 24 tuổi đúng không? Dạ. Sao lại muốn lấy chồng sớm vậy? Dạ thích em bé rồi ạ. Thích có em bé hả? Dạ. Con trai hay con gái? Dạ trai gái cũng được ạ. Rồi con thích con trai hay con gái? Dạ thì con thích con gái đẹp giống bạn nữ là được. Không biết bạn nữ bên đẹp? Không, đoán nghe cái giọng. Đoán nghe cái giọng hả? Không mà đẹp thiệt, dễ thương lắm. Dạ. Con đi với ai? Dạ nay con đi với ba. Ba hả? Dạ. Chào bác. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào bác Tường. Dạ chào bác. Tôi và ba của Phi Hoàng thấy là tình hình mà tốt đẹp thì mình cứ tiến tới thôi. Dạ. Dạ thôi. Nhưng mà con cứ làm biếng nó không biết làm gì hết trơn á. Rồi. Đồ đạc rồi, cơm nước rồi má nó lo hết trơn. Sáng nó đi, chiều nó về, tối nó về mà chưa thật qua vậy á, nhớ chịu nổi rồi. Dạ nếu mà bạn thương con thì con sẽ cố thuyết phục bạn để bạn xuyên hơn một tí ạ. Còn nếu bạn làm không được thì con sẽ làm ạ. Dạ bạn nữ là rất đảm đang á bác. Dạ. Mình có đi với người thân không? Dạ em đi với mẹ với lại chị họ. À có mẹ luôn ha. Dạ chào cô. Cô thấy dạ. Con rể tương lai mình sao cô? Thấy hơi hài hước. Em thấy cháu thì cũng hiền, nói chuyện thì cũng vui. Bạn trai dạ. Lên tiếng chào bác gái đi. Dạ con chào cô. Thì thật sự ra thì ở nhà đa phần là con tập trung vô công việc của con là nhiều. Vừa làm lấy thêm kinh nghiệm và vừa học hỏi thêm. Cho nên con mất rất là nhiều thời gian để con xây dựng cho con một cái nền. Để một vài năm tới con có thể tự đứng và đi một mình. Có thể là con sẽ ra con lập một công ty riêng. Những cái việc nhà chỉ cần ba mẹ lên tiếng thì con sẽ làm. Và nếu như mà có vợ về rồi thì thôi hai đứa chia đôi. Một chàng trai có khát vọng, có ý chí đấy cô à. Cô thấy sao cô? Thấy thì cũng được, à. Hiền. Thôi cảm ơn cô, được rồi. Cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Quan trọng là em có chinh phục được trái tim cô gái hay không? Nào. Chào bạn. Mình có chút quà. Dạ cảm ơn ạ.
Không biết là giờ mình có thể gọi bạn bằng em và xưng anh được không? Dạ anh có thể gọi ạ. Cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương, dạ, rất là duyên dáng, mà anh thấy là như anh hơi già so với em thì phải. Quá già. Không biết là em có ấn tượng gì đầu tiên đối với anh? Em thấy anh hiền ạ. Có thể là anh cũng thật thà. Còn em nghĩ là không biết là anh, em nhìn anh em nghĩ là chắc anh cũng chưa muốn lập gia đình đâu. Tại vì anh còn lo quá nhiều công việc đúng không ạ? Thật sự ra công việc là cả đời. Mình cứ làm hoài đâu bao giờ hết việc đâu. Còn xây dựng mái ấm thì không phải là mình xây dựng 1-2 năm. Đầu tiên là mình xây cái nhà, rồi sau đó là mình phải tu bổ cho cái nhà đó lúc nào nó cũng mới, lúc nào nó cũng đẹp và nó cũng hạnh phúc. Cho nên anh đã chuẩn bị cho cái tâm lý để lập gia đình cũng khá lâu rồi. Ví dụ như khi anh nóng giận á, thì anh sẽ hành xử như thế nào ạ? Khi mà mình nóng giận thì lúc đó không phải là mình nữa, mà là một người khác. Mà một người khác á, thì nói chuyện thay mình, nó gây tới những cái hành động cũng như những lời nói làm tổn thương tới đối phương, khắc ghi mãi trong lòng của mình mà không bao giờ quên được. Cho nên những cái lúc mà anh nóng giận thì anh thường chọn giải pháp là im lặng hoặc là đi ra ngoài. Cho đến khi nào mà cả hai bên cùng nguội hết đi, ngày mai đi, ngày mốt đi, rồi sau đó mình sẽ nói lại cái vấn đề đó để hiểu rõ nhau hơn. Hồi nãy bên đây nha, nói chuyện á, chú thấy con còn nít lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chú thấy con hay hơn chú. Không chú, con nói chung mà con cũng làm dâu cho nó. Gì làm dâu? Ủa quên, cùng bạn nữ. Tại vì á, thật sự ra nếu như mà công việc ở ngoài thì chắc chắn là mình phải làm rồi. Nhưng mà khi mà về nhà thì mẹ hoặc là vợ đều là người thân yêu nhất của mình. Không lẽ giờ thấy vợ đi nấu cơm, vợ đi làm đồ ăn, mình ngồi mình đọc báo hay là mình chơi game, mình xem phim thì nó không có được vui. Dạ. Cho nên thôi kệ, nhào vô làm. Ví dụ như không biết lặt rau thì nấu cơm. Dạ. Không biết nấu cơm thì chắc cũng lau nhà. Thì đơn giản vậy thôi. Giỏi, thằng này giỏi. Nói được ghê á. Con cái con tính sao? Giống như hồi nãy con cũng nói với chú Quyền Linh đó, là con thích con gái đẹp giống như là bạn nữ. Là ai? Dạ, bạn Thắm. Hay quá. Hay quá. Rất là hay. Dạ, lúc đầu thì em nghe thấy bạn đó hơi con nít. Giờ thì em thấy là bạn đó có một cái suy nghĩ rất là sâu. Anh muốn là anh cùng em xây dựng. Đầu tiên là sẽ trải thảm cho con đường tương lai và xây dựng một ngôi nhà thật là hạnh phúc. Trong đó có ba mẹ anh, ba mẹ em, anh em và hai đứa con. Nhiều đó là đủ rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Cho dù điều gì có xảy ra đi nữa thì hôm nay chú thấy con là người tuyệt vời. Tuyệt vời. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng cho con quá. Tôi biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái sự băn khoăn nào đó. Em cũng có một chút rung động thì em cũng muốn là cho mình và cho bạn đó một cơ hội. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Dạ, con xin phép cô cho con được nắm tay em Thắm. Không biết là anh có thể. Rồi, còn cái nữa nè con. Còn phải hung nhau nữa đó con. Làm tiếp đi. Thôi chú, cái này không có thôi, không có thôi. Nào. Dạ con không biết là con có thể hôn em Thắm được không cô? Được, trời ơi. Trời ơi, ba vỗ tay dữ quá. Ngon không? Dạ thơm. Dạ thơm, họ ngon không? Không thơm. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Còn đây là một thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng. Các bạn vừa xem phim, vừa mua sắm. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, bao ráp và vỏ gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan, gửi tặng hai bạn. Nắm tay thật chặt. Để đưa Thắm về làng bằng nhé. Nắm tay chặt. Đưa bằng gái đi. Hay hát vu vơ lắm nè. Thôi thử giờ hát vu vơ nhảm nhảm vài câu nghe nè. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về trong lối.
Một mai em lỡ cơ. Em lỡ. Ông hát có 4 câu mà ông giật giật hèn chi hèn nó lắm. Hát vu vơ là đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn to rõ lên để đối phương có thể nghe được lời giới thiệu của mình nha. Giới thiệu về tên, tuổi nè, công việc, quê quán, nhà cửa của mình ha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Cao Mây Dũng, em đến từ Long An. Thì năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là kỹ thuật viên ô tô. Kỹ thuật viên ô tô là mình làm việc gì em? Sửa chữa ô tô và tư vấn về dịch vụ ô tô. Làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc tại Chevrolet Vinh Phước. Là ở quận mấy? Ở Tân Phú mình luôn. Ở Tân Phú mình luôn. Ồ, rồi, còn em? Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam. Em tên là Lý Thị Mỹ Lộc, em sinh năm 92. Hiện em là giáo viên tiếng Anh. Em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Long An luôn? Dạ. Ủa, vậy là hai bạn cùng quê. Tao hỏi thăm thử coi có biết nhau không, ở dưới quê không? Không biết là bạn ở Long An khúc nào ta? Hiện đang dạy ở Bến Lức á. Mình dạy ở trường luôn hay là dạy ở ngoài trung tâm? Ở trong trường, đó là trường cấp 23. Vậy là mình cũng đang ở nhà mình ở Bến Lức luôn. Vậy anh ở xã nào vậy? Thì bên mình thì qua cầu Bến Lức là tới Thủ Thừa, là quê của mình. Ủa rồi vậy là em lên đây hồi nào? Dạ em mới lên hồi trưa này luôn. Rồi em đi bằng cái gì lên? Dạ đi xe máy luôn. Tự chạy xe Honda lên luôn? Dạ. Trời ơi, rồi chừng nào về? Dạ xong rồi em về luôn. Rồi sáng em đi dạy. Sáng đi dạy. Trời, cô gái này thương quá. Rồi tôi thiết nghĩ nhiều khi ngồi có anh chàng hào hiệp nào phải lái dạ, xe đi theo đưa người ta về chứ đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, người ta đi lặn lội lên trên đây chạy Honda lên mà điều Long An cũng gần mà. Dạ. Nhưng mà gần là gần với thanh niên thôi, chứ bạn gái mà đi lên thì là cũng cực lắm á. Nếu mà tính từ đây tới Bến Lức chỗ của bạn thì tầm khoảng là 40 cây số. Đi rồi mất cũng cả tiếng hơn, một dạ, tiếng hơn rồi. Đồng hồ. Nãy em chạy lên đây bao lâu, 1 tiếng không? Dạ khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi luôn. Dạ. Em nào, em nói em sinh năm bao nhiêu? Dạ 92. 92, em là sinh bao nhiêu? 94. 94 là nhỏ hơn bạn gái 2 tuổi. Nhưng mà đã đến cái chương trình hẹn hò rồi là mình phải tự tin lên. Đâu, hỏi thăm em vài câu coi. Mình không biết là mình dạy tiếng Anh. Anh em, không có mình ở đây gì hết đó, anh em. Không biết là em dạy tiếng Anh như vậy á thì dạy full lịch hay là như thế nào? Dạ, đó là thời khóa biểu thì cũng do trường sắp. Rồi ngoài ra em cũng có dạy thêm một vài lớp ở trung tâm. Vậy thì thường thì thời gian rảnh của mình là lúc nào ta? Cũng khoảng vào cuối tuần. Cuối tuần thì em có thể rảnh một chiều thứ bảy chủ nhật cả nè. Chiều thứ bảy chủ nhật? Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là có phù hợp với thời gian của mình không? Dạ em thì làm việc từ thứ hai tới chiều thứ bảy. Thường thường chiều thứ bảy là em bắt đầu lên xe phóng về dưới. Bây giờ tiện rồi, vậy là thứ bảy mình cũng có thể gặp nhau, đi chơi nguyên ngày chủ nhật nữa, rồi dẫn nhau về nhà thăm hỏi là tôi thấy cũng tiện ha. Dạ. Gần nhà thôi, tuyệt vời rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em tự nhận thấy mình hiền, với lại dễ hòa đồng, biết lắng nghe với chia sẻ. Em cũng biết nấu ăn chút chút. Rồi điểm yếu của em là em thấy nhiều lúc em hơi trầm tính, với lại hơi rụt rè. Dạ, thêm cái nữa thì em cũng tập hay quên. Nhưng mà việc gì mà không có làm liền thì để lâu lại quên. Đúng rồi, ai cũng vậy à. Mình phải chú tâm cái việc mình ấy để mình sẽ làm, không quên cũng chuyện bình thường, không có sao hết ha. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu? Điểm mạnh của em á thì cũng như bạn nói thôi, vui vẻ thì cũng có vui vẻ, hòa đồng thì cũng có hòa đồng. Điểm là công việc á thì cũng làm nhiệt tình và có trách nhiệm về công việc. Còn khuyết điểm của mình á thì cũng hay quên xíu, và khi mà ngồi một mình thì hay hát vu vơ nhảm nhảm. Rồi sao thử giờ hát vu vơ nhảm nhảm vài câu nghe nè. Rồi mời em. Bây giờ em tặng chương trình và bạn một khúc đoạn nhỏ thôi. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng sao còn tăm tối. Một mai em lỡ cất, em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về em, người khiến anh lè lối. Trời ơi, ông hát có 4 câu mà ông giật giật hèn chi hèn nó lắm. Hát vu vơ là đúng rồi. Em thấy vu vơ không em? Dạ. Trời ơi, rồi còn điểm yếu gì không? Điểm yếu là hơi bị tình cảm quá. Nên thường thường cái mình để tình cảm lọt vô công việc thì nó cũng khó xử. Vậy thôi. Sống cảm xúc quá cũng khó ha. Dạ. Về tình duyên thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà cảm thấy không hợp. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây khoảng 2 năm.
Em thì quen khoảng thời gian ngắn thì em phát hiện ra cái người đó không có nghiêm túc. Với lại cảm thấy giống như là người đó chỉ muốn quen qua đường nên em không tiếp tục nữa. Khổ ha, bởi vì đàn bà gái khổ đàn ông sao hay trăng hoa quá em ha. Dạ. Mình yêu là mình yêu chung thủy đúng không em? Dạ đúng. Bởi vậy. Còn em tình trường sao? Thời đó giờ thì em cũng có thích đơn phương một lần. Nhưng mà thì tình trường thì chưa. Thì đơn phương thì năm cấp 3. Xong rồi hai đứa đi lên Sài Gòn lập nghiệp và... Đơn phương mà sao hai đứa đi lên Sài Gòn lập nghiệp? Không, đi lên Sài Gòn đi học ở trên đây. Thì mỗi người một trường, sau đó không có liên lạc nữa, ít liên lạc lại. Rồi cái từ đó tới giờ đi học tới đi làm tới giờ. Mà lý do sao ế? Vậy là chưa có một mối tình nào chính thức hết. Dạ. Lý do kỳ vậy? Tại vì đi học á thì trường là trường kỹ thuật, nên là số bạn nữ trong đó thì rất là hiếm hoi. Và đi làm thì đi làm cũng ở ngoài đúng không? Là dạng là công ty, mà công ty toàn là nam nhiều. Nên chọn con đường là đi kiếm tiền trước. Trời ơi, thiệt tình. Nói chung là hai bạn này tình yêu còn non nớt lắm. Chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Thôi thì mình cùng nhau mình tập sự ha. Biết đâu có những cái mối tình là đó là mối tình đầu luôn đó các bạn. Và quen nhau rồi là tiến tới hôn nhân luôn. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, thì mẫu bạn nam lý tưởng của em là bạn đó phải chín chắn. Với lại nói chung là luôn chủ động trong mọi việc. Là mẫu người của gia đình, tức là phải yêu thương những người trong gia đình, ví dụ như ba mẹ hay là anh chị em, và biết giúp đỡ, chia sẻ với người bạn đời của mình. Em thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí của cổ? Nếu mà nói về chín chắn thì cũng có. Nói về biết lo cho gia đình thì cũng có. Nói chung là cũng khoảng 80-90%. 80-90%, quá ngon, quá tự tin luôn, được. Về ngoại hình thì sao em? Dạ, ngoại hình thì bạn đó thể cao ráo với lại vóc người vừa vặn là được. Rồi em, mẫu người lý tưởng của em sao? Thì mẫu người lý tưởng của em thì bạn nữ thì ưa nhìn được rồi. Em thì đặc biệt là thích phụ nữ tóc dài và ưa nhìn mình. Trời ơi, dễ thương, dễ cưng, dễ sợ. Kiếm đi, cổ có ở trong bốn cô gái xinh xinh đó đó. Trong hai chọn một, đơn giản quá xá luôn. Họ à, có một cái sự gợi ý gì cho ảnh có thể dễ nhận dạng ra em không? Một gợi ý nhỏ nhỏ. Em có để tóc mái. Em có để tóc mái. Tóc mái, tóc mái. Coi có mấy người tóc mái. Vậy là cô này. Đâu, đưa coi. Từ bên trái đếm qua là cô thứ ba. Tóc mái ba cô, tóc mái luôn đó. Giữ nguyên đó đi. Lát tôi coi coi đúng không? Ai? Em nghĩ chắc bạn này. Tại sao em chọn anh đó? Em nghĩ chắc đi làm mái thì người bắp người sẽ ốm. Ốm? À, đi làm mái là người sẽ ốm. Chỉ anh ốm ốm. Còn đâu, em lặp lại coi. Ai? Chết cô này. Cô này tại vì... Cô nào? Rồi hoang mang rồi, cô nào? Em bên đó có thể gợi ý lên xíu. Không có xíu gì nữa trơn, ta tóc mái có bốn cô à. Ở đây nhiều người đưa hình cả chục người luôn phải lựa đó. Theo cảm nhận bây giờ em thích cô nào trong bốn cô đó thôi, đơn giản. Giờ em thích nhất là số 3. Số 3 là em, số nào? Số 3 nên từ trên trái đến qua. Rồi, giữ nguyên nó đi, tôi mở cửa trái tim ra nè. Xin mời hãy hướng mắt về trái tim. Cánh cửa này mở ra và xem các bạn có sự chọn lựa hôm nay đúng hay không. Như thế nào? Dạ. Hình như là em chọn đúng. Đúng hả? Phải em là cô gái thứ ba em trái đếm qua không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, sao chị tưởng cô gái thứ nhất chứ? Ủa em cô gái này hả? Búp búp này đấy hả? Dạ. Trời ơi, tại sao em chọn cô đó hay vậy? Tại vì hồi đó giờ em thường thường là đứng trên danh sách lớp em cũng đứng số 3 là nhiều nhất. Nên em chọn số 3. Hay quá ha. Rồi chúc mừng em. Còn em, tại sao chọn một anh ốm nhom ốm nhách? Gu em mà thích ốm phải không? Dạ không, tại em nhìn vô thấy anh em mặc áo trắng hơn anh này. Trời ơi, bị phạt gì đây? Giờ phạt cổ gì em? À, bây giờ em cũng chưa nghĩ cách phạt nữa. Thôi nhưng bây giờ em có món quà. Đó, đúng rồi. Quà gì vậy? Quà gì? Có gì? Có nói lên ý nghĩa gì trong đó không? Nói cho cổ nghe thôi. À, đó là một cái ly cầm tay uống nước. Tại sao tặng cổ cái ly? Thì mỗi lần uống nước thì có thể... Rồi mở ra xem thử của em. Để cho chị tường, chị hay tò mò. Ô trời ơi. Trời ơi. Hồ ôi, cái ly uống nước. Dễ thương quá. Mỗi lần uống nhớ tới ảnh nha. Dạ.
Rồi, cảm ơn em. Thôi được rồi, rất ý nghĩa, uống nước nhớ anh ấy. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn rất là ngon, một bữa cơm trưa với nhau tại nhà hàng Hòn Đất, vừa ăn vừa tâm sự nha. Dạ. Các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món cơm với cá kèo kho tổ. Ga lăn lên nha, phục vụ bạn gái nha. Chị ra ngoài một chút xíu, chị quay lại nha cưng. Dạ. Tự nhiên ăn và tâm sự nha bé. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn. Chị mời em một miếng cá kẹp. Cảm ơn anh. Mời anh dùng. Thì không biết là em ở dưới nhà có mấy anh chị em ta? Em còn một đứa em gái Úc đang đi học đại học. Học đại học. Là mình ngày xưa là không biết mình học trường nào ở trên đây hay là học ở dưới Long An luôn? Ý anh nói là học đại học. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó em học ở Cần Thơ. Cần Thơ. Học chuyên về tiếng Anh. Dạ đúng rồi. À, thì không biết thì em nhìn anh như thế nào? Dạ em nghĩ thì anh chắc cũng dễ gần, với lại chắc anh cũng chín chắn. Dạ. Nhà anh có mấy người? Hiện tại thì nhà có hai anh em trai. Anh là anh hay là? Đúng rồi, anh là anh lớn. Thì còn em nữa, nó mới học xong đại học ở dưới Long An. Ngày nào anh cũng về nhà? Không, hiện tại thì anh đang làm ở trên Sài Gòn á, nên ở đây luôn. Còn cuối tuần là cuối tuần là về. Khi nào mà có công việc gì á thì mới ở lại thôi. Anh ở đây là ở nhà trọ? Đúng rồi, ở nhà trọ. Anh ở chung với bạn hay là ở mình? Hiện tại thì đang ở chung với bạn. Anh có ngại việc mà em lớn tuổi hơn anh không? Thì hiện tại như ông bà người ta nói là nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một. Thì hiện tại em lớn anh 2 tuổi, cũng giống như là bà sư người ta nói vậy thôi. Em thì ở dưới có hay đi chơi với bạn bè gì không? Lúc trước thì cũng có hay đi cà phê này kia, nhưng mà gần đây thì nói chung là em cũng ít lắm. Đi dạy rồi xong rồi về phòng à. Đi dạy xong về phòng? Dạ. Ủa chị là nhà mình gần ở đó chứ? Gần chỗ dạy không? Hay là... Không, đó là em ở nhà trọ chung với lại hai cô dạy chung trường nữa. Vậy là nhà mình xa đó? Nhà em ở Đức Huệ á. Đức Huệ. Em thấy cá kẹo đây như thế nào? Dạ, nói chung thì ngon. Em có hay nấu ăn không? Dạ, có anh. Nói chung là ở nhà trọ thì nấu ăn, nhưng nếu mà có thời gian không có đi dạy đâu thì em ở nhà có nấu ăn. Rồi, hôm nay cơm ngon không? Ngon. Em biết nấu ăn không? Chút. Rồi, nãy giờ tớ hỏi gì về tình yêu chưa? Quan điểm về tình yêu có trao đổi với nhau chưa? Quan điểm của về tình yêu của em thì không biết là như thế nào ta? Trời ơi, nãy giờ lo ăn không chết rồi. Theo em thì cái điều gì mấu chốt để có thể giữ được một mối quan hệ bền chặt? Dạ, em nghĩ là hai bên cần phải chân thành với nhau, với lại nghiêm túc, xác định là... Nói chung là em không thích những cái người mà chỉ nghĩ tình cảm là cái gì đó để vui chơi qua đường. Em thấy cô gái này, khi mà em mở cửa trái tim ra thì em nhìn cô gái này em thấy là có hợp gu với em không? Bao nhiêu phần trăm tiêu chí của em? Thì cũng đạt gần như là full. Gần như là full. Xạo, nịnh nè. Tôi mới ra ngoài, tôi nghiên cứu hồ sơ của em. Khi em đăng ký chương trình, em nói là em ngưỡng mộ thần tượng của em là Mỹ Du. Em dán hình vô đầy nhà em luôn, đúng không? Không, em chỉ để hình trên laptop của mình thôi. Thì... Cô này đâu có giống Mỹ Du đâu. Nhưng mà được cái là tóc dài. À, là thích tóc dài. Dạ, đúng rồi. Rồi bữa nay về đổi hình nha. Dạ đổi chứ. Đổi hình nền liền tay. Lát nữa xin chụp hình đổi liền cho dạ. Chị ok. Bây giờ á, bạn nữ á, hồi nãy chưa suy nghĩ ra hình phạt. Nhưng mà không phạt không được đâu. Phải đẹp là bị không bị phạt. Bây giờ em phải có một món quà tặng cho ảnh về tinh thần. Em hát một bài. Em được không? Hát một bài gì tặng ảnh. Dạ, nói thiệt ra thì em hát không có hay. Với lại em cũng không có hay hát nữa. Thôi em đọc một bài thơ mà em vừa sưu tầm tặng cho. Ủa có chuẩn bị luôn. Vậy là anh như biết bữa nay mình bị phạt hay sao vậy? Trời ơi, rồi mời em một bài thơ của em. Dạ, cái này thì em sưu tầm ở trên mạng. Với lại mùa thu thì em có bài thơ là Mùa Thu Đến. Rồi. Dạ. Thu về ươm hạt nắng mai, cho mầm bông cúc từng ngày sinh sôi. Hương thơm tỏa ngát vào đời, tình yêu nồng thắm đâm chồi nở hoa. Cho em hương sắc mặn mà, ngất ngây màu nắng chan hòa yêu thương. Trời ơi, nhẹ nhàng lãng mạn quá. Em có phải là mẫu người lãng mạn không? Dạ, em thích lãng mạn. Em nghĩ thì em sẽ làm được điều gì cho cô ấy gọi là lãng mạn? Ví dụ một hai cái lãng mạn của em mà em nghĩ ra. Mình có thể cùng nhau đi xem phim, thì cùng nhau đi ăn uống,
thì cái đó là đi chơi, ai cặp đôi nào cũng vậy mà. Có cái gì lãng mạn đặc biệt không? Làm một cái hành động, một cử chỉ, một lời nói gì đó nó lãng mạn không? Hiện tại thì vô chưa suy nghĩ à. Tại đó giờ đâu có bạn gái đâu, phải không? Đi mình không, phải không? Ráng suy nghĩ ra nha, để lát khúc cuối rồi mình có tỏ tình mình sẽ nói một cái gì đó hay hay chút xíu. Rồi mời em bóc một lá bài trong này để xem lại chương trình yêu cầu ta làm điều gì nè. Dạ. Đọc lớn lên. Hãy thuyết phục bạn nữ để được nắm tay và hôn má trong lần đầu gặp mặt. Đó, nãy vừa mới nói cái vụ lãng mạn, em qua em nói làm sao mà hay. Mà cô cho em nắm tay gì đó, y nheo cái yêu cầu đó, nhanh. Qua bên đây đứng mà nói với cổ lãng mạn vô. Rồi nhìn thẳng vô cổ nè. Thì đến với chương trình này thì cũng là cái duyên. Thì cái duyên này thì mình đã tìm kiếm trong hàng ngàn người rồi. Thì hôm nay mình mới được gặp. Hy vọng mày có thể nắm tay bạn, hai nắm tay một cái. Dạ. Tôi đọc lại yêu cầu. Nắm tay và hôn má trong lần đầu gặp mặt. Nắm tay. Tự tin lên. Mình phải tự tin lên. Người ta mới thấy mình có thể là che chở nương tựa được. Bây giờ nắm tay đi. Xin hôn tay cũng được. Mà hôn má chừng nào bấm nút hẹn hò mới cho hôn. Cho anh xin hôn tay không? Dạ. Đó là một sự ga lăng thôi, không sao cả. Về chỗ tôi luôn bảo vệ quyền lợi của bạn nữ. Khi nào yêu cái đã mới cho hôn nha. Rồi. Thấy sao trong người mình như thế nào? Thấy rùng. Rùng đó hả? Khổ tâm, chưa có yêu lần nào bởi vậy. Nhút nhát rụt rè quá à. Mời em gái đọc lớn lên nè. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu khiến bạn gái bật cười. Đó. Làm sao cho xấu, nhìn cổ cho làm xấu cho cổ bật cười kìa. Được chưa? Dạ. Được rồi ha. Ôi, nói chứ nãy giờ mình cũng trò chuyện tâm sự với nhau. Nhưng mà chị hỏi hai bạn một câu nữa nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử trong giới trẻ hiện nay? Sống thử là một cách tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định tới sống thử á, thì mình phải có trách nhiệm sau cuộc sống thử đó. Theo em, bản thân em thì em thích sống thử hay không thích sống thử? Sống thử thì... tại vì em cũng không biết là sống thật là em á thì em suy nghĩ á, tất nhiên em chưa yêu em chưa biết, nhưng mà em suy nghĩ là theo như em thì em có nên sống thử hay không sống thử. Theo em á thì em sẽ không sống thử. Không sống thử. Còn em gái một câu, theo em trong hôn nhân ai sẽ là người quản lý về tài chính? Em nghĩ là vợ và chồng nên chia sẻ, và em nghĩ là phụ nữ thì nên quản lý chi tiêu tốt hơn chồng. Nguyện vọng của em, ví dụ tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Nếu mà tìm hiểu nhau đủ và cảm thấy tin tưởng lẫn nhau thì nên tiến tới. Em nghĩ chắc là khoảng một năm. Một năm. Rồi. Em đã sẵn sàng mọi thứ cho hôn nhân chưa? Em đã chuẩn bị được những gì? Nếu mà tiến tới hôn nhân á, thì em nghĩ là khoảng tầm một năm tới một năm rưỡi nữa. Tại vì em còn đang chưa hoàn thành xong cái khóa học của mình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em mới chuyển công việc nên chưa có ổn định lắm. Vậy thì thời gian chị thấy nó cũng trùng khớp với nhau. Thật sự thì thời gian không quan trọng, quan trọng là cảm xúc và tình cảm của hai đứa. Rồi, chị hỏi nhiều như vậy chẳng qua là chị để cho tụi em thêm cái cơ hội hiểu nhau. Và bây giờ là 30 giây còn lại cho hai bạn. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, đây là cơ hội cuối cùng. Chúng ta sẽ nói với nhau một điều chân thành nhất hoặc cảm xúc của mình về đối phương, mình nhận xét về đối phương như thế nào. Xin mời hai bạn. Đến đây thì mình cũng là cái duyên của mình và cùng đồng hương với nhau. Thì anh muốn chúng ta có thể tiến xa hơn một chút xíu. Thì em nghĩ mình cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Rồi, hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Chị Tường sẽ nói vài câu. Ít phút trên chương trình thì không đủ để chúng ta hiểu được hết nhau đâu. Nhưng quan trọng là cảm xúc ha. Tường vẫn nhấn mạnh. Và cái nút bấm này, bấm nút là hẹn hò, yêu đương nha. Bấm nút là chính thức trở thành bạn trai, bạn gái để tìm hiểu nhau, chứ không phải để kết bạn. Không phải bạn cùng quê bấm nút uống ly cà phê chơi, không phải vậy. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Sau 3 tiếng đếm chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Mời các bạn về một nhà.
Bây giờ thì không thể nào từ chối một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm một cái ngày rất đặc biệt này. Ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Mời. Thì cho anh xin phép hôn mình. Dễ thương quá. Hai bạn còn khá rụt rè thưa quý vị, nhưng mà tôi thấy đâu đó có một sự nhìn hai bạn là có tướng phu thê đó. Cái phần trên này nè, hai bạn rất giống nhau luôn. Nhớ chụp hình và đổi hình nền liền, không có Miu nữa nha không? Nha. Nắm tay đừng buông ra. Chị Tường gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim nè của hệ thống rạp Citybox 212 Lý Chính Thắng. Rồi, chúc mừng hai bạn, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Hy vọng là hai bạn sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc trong những cái ngày sắp tới. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, hẹn ăn trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCT Media quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và đó là lý do em không công khai. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích thôi hay là cục xúc sắc? Em ăn cơm chưa? Sao giống cục xúc giống bên này? Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì vậy? Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên, sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em cũng hơi hoang mang. Dạ, nhiều điểm. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hôm nay mình có hai món quà tặng cho mọi bạn một món. Mẹ lên. Rồi, ôi. Cảm ơn anh. Được rồi, được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Xin mời hai chàng trai của chương trình bước lên sân khấu. Đàn trai đã đủ rồi thì đàn gái còn thiếu gì nữa. Mời hai cô gái của nhà mình nè. Tường ơi, ở bên đây có hai bông hoa đang đua sắc rất là rực rỡ nha chị Tường. Bên đây có hai chàng trai đang đi ngắm hoa và chuẩn bị trực chờ hái hoa bắt hương. Ồ, gì căng quá vậy? Trước tiên chúng ta hãy giới thiệu những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào hai bạn nữ ở bên kia. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Đạt. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng kinh doanh và cũng làm diễn viên. Kinh doanh cái gì cưng? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về mặt hàng đĩa game. Đĩa game. Và làm máy chơi game. Là mình làm chủ hả cưng? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ cho cô gái áo đỏ nè. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến các anh ekip khán giả và hai anh bên kia. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1997 và hiện tại nghề nghiệp của em là đang là ca sĩ cover tự do. Thế hôm nay em đi tham gia chương trình là em đi với ai vậy My? Dạ em đi với em trai của em ạ. Em trai. À, đó. Ok. Nhìn thấy là... Ôi, đó thấy nhìn em trai đẹp trai là biết bà chị đẹp gái cỡ nào rồi nha. Dạ, Tiên em đi với ai Tiên? Dạ em cũng đi với em trai nhưng mà là em họ. Được ha. Dạ. Rồi bây giờ chàng trai ngồi ở ghế màu xanh hãy dạ. Giới thiệu đi em. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường cũng như là anh Hướng Minh Đạt ạ. Và hai bạn nữ bên kia. Em là Thành Nguyên. Thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh ạ. Thì năm nay em 25 tuổi. Đến tham gia chương trình với ai cưng? Dạ em đến chương trình với anh đồng nghiệp ạ. Rồi chào đồng bạn nghiệp. Được. Sao nè, cô bé rất là cá tính.
Lời đầu tiên thì em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba bạn cùng chơi và các tất cả các khán giả. Em tên là Quỳnh Trang, em sinh năm 98 và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng. Thiệt, bên đây rất là cá tính. Tiếp xúc lần đầu tiên em tiếp xúc với một cô gái mà có cá tính mạnh như vậy á. Gì vậy, hít thở đi em. Em cũng hơi bị ngợp á Tường. Hít thở. À, bên kia cũng hít thở đi nha. Hôm nay cô đi đến tham gia chương trình với ai? À, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Đó, một cô bé cũng rất cá tính luôn á nha. Theo như lời miêu tả của anh Hứa Minh Đạt là rất là cá tính hả? Cá tính mạnh lắm. Rất là ghê gớm. Cho nên chị muốn hỏi em trước, thế thì cá tính của em là cái gì? Khúc này là em phải đía liền. Ngon à. Em không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ? Bởi vì em thấy là một người phụ nữ thì họ sẽ đam mê mô tô, một chút cá tính đó. Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô, chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hay cá tính chưa? Chưa. Thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được. Về cái nhược điểm em thì em hát hơi dở. Về sức khỏe, về tập gym, hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Mình có cái tật xấu gì không? Em hay chọc mấy bạn trêu lắm, quá ngay. Nên nhiều khi mấy bạn cũng khó khơi quạo với em. Đây nè Trang, nãy giờ nghe không? Dạ. Vậy mới khoe sở trường của mình đi nè. Thì em biết chụp ảnh. Chụp ảnh? Em cũng biết nấu ăn. Em cũng hay tự lập. Em cũng hay tự lập. Là đôi khi em tự lập và đôi khi em yếu đuối hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em tự lập thì lúc có lúc không. Tức là em sẽ không làm được việc nhiều việc một mình, nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình. Ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình? Dạ, ví dụ những việc cá nhân của em, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình. Còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ đi một mình hay gì đó, nhưng mà em không bao giờ đi được một mình. Em cảm thấy cô đơn. Vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được. Sao nói chuyện nó quề chất vậy? Thì bởi vậy cá tính mà chị. Vậy là cá tính, cá tính người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó, người ta bắt nhịp chứ chị. Còn điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích không? Hay là cục xúc sắc? Khi mà lời nói ra nó hơi bị cục á. Giống như là em cọc tính, em ăn nói bộc trực. Em không cọc tính lắm. Không có phải, ông này không có hiểu, để tôi giải thích nè. Cục xúc có nghĩa là người miền Trung người ta nói như là cục giác hòn á. Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục nhắn, nó không có văn chương, nó không có hoa mỹ. Nó cục lủng vậy. Nó cục lủng đó, gọi là đúng cục xúc. Dạ, là đúng vậy rồi đó. Wow, cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. Thiệt mà. Đáng lẽ chưa qua coi cho bà, tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. Ấn tượng á, cá tính á. Được. Sẵn chị đĩa đây luôn coi. Điều. Đó. Hello em. Wow, hello, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn á gì? Chị phải tết kỹ hai chàng trai bên đây em mới thấy được. Bên nhà trai cũng ổn quá, ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó chị biết không? Là bị kỹ quá em. Cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hả chị? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi, trễ quá vậy. Rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe, thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu, hao tốn. Em phải đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ, mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè. Nói về sở trường, sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi, anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn. Em cũng hay sạch sẽ, gọn gàng. Em cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ, tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn. Trời ơi, em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị. Ăn trễ, rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi.
Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là em tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình, nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được một năm. Yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui, nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. À, rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè, giờ em nói dõng dạc lên. Tôi có nhiều cuộc tình rồi nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê. Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại hai mối tình kia quen được một tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Nguyên thì sao? Em chạy qua hai mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Và đó là lý do em không công khai. Ý là bạn nó không muốn công khai, bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mất tìm hiểu nhau. Trên tình bạn dưới tình yêu, không dạ, phải tình thù. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Thì em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên chưa? Bạn nó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Chuyện tình yêu em sao? Em cũng có 3 mối tình. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạc ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạc nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là? Bạn của em, bạn học. Bạn đúng không? Ủa mà nó nghe nè là... Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm trời, tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao trời. Em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Không. Em thấy hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? Một năm, nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á, em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây, nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Cho cô bé này thần tượng Lam Trường quá à. Tình đơn phương hoài luôn á. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Sao Nguyên, nãy giờ em nghe 3 mối tình của cổ, em có cảm xúc như thế nào Nguyên? Em cũng hơi hoang mang. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây. Điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ. Thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em. Thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Em làm cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên. Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương. Bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết. Nếu cảm thấy hợp thì có thể cho nhau cơ hội. Theo gì em khuyên bạn Nguyên là chọn bạn dạ, nào? Dạ theo em như bạn Nguyên á, thì em chọn bạn ghế màu xanh. Chọn bạn ghế màu xanh? Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và
tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Rồi, mời em gái còn lại. Dạ, em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. Nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính. Với chị em thì ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ, yêu thương rất là ngọt ngào. Nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp. Em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em? Dạ, nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghét xanh. Tiên thích mẫu người, bạn gái thế nào? Để anh đứng đây anh coi nè. Dạ, em thì em thích gái nhìn sạch sẽ. Có nha, người ta sạch sẽ nha. Tóc dài thì càng tốt, tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng. Có nha, nhưng mà người ta quấn lên nha. Kiệm lời một chút. Mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa, người ta thí dụ như đi hát ra mặt hay là loài cái ngực chút gì, người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng hay chỗ này. Ca sĩ mà. Dạ, em phải thông cảm cho người ta. Ví dụ như bạn ấy hát xong, em đón bạn ấy. Ok, em khoác cho bạn ấy một cái áo chỉnh chu, lái xe chở đi ăn. Đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu. Vậy là cũng anh ấy cũng có gãn gãn. Em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không? My à, em đừng nói gì hết, em hãy hát đi. Em đứng ở vị trí nè, gần hơn nè, đó. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Vậy em hát nữa đi nè. Em hát nữa nè. Hát bài nữa đi nè. Bao ngày em ngóng trông, đã bao đêm dài lòng em ngóng trông. Ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây, bao lời em hát lên, trái tim em dành trao đến anh. Người yêu ơi, em yêu riêng mình anh thôi. Hai cô gái đều có một giọng hát thiệt, nó quyến rũ quá Tường ơi. Thở đi hai đứa, thở. Mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè? Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Theo em là tử tế là như thế nào, gọi là tử tế? Khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự tốt một xíu. Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á. Nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi. Mà quay qua với người xung quanh rất quớt là không có. Ta nói chuyện rất kiệm lời. Gom hai chữ thôi, chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha. Được. Mà mẫu người lý tưởng tình đơn phương sao? Chỉ cần cao hơn em là được. Ừ. Em cao mét mấy? Em cao mét 53. Rồi, cao hơn em là được. Mét 53 rưỡi. Trong showbiz thì em thích cái hình tượng của chị Cano. Chị Cano. Chị Cano. Trời, là bà chị mà. Chị biết Cano không? Hả? Chị Cano là một cặp bài trùng với lại Quỳnh Lập á. Sao thích ngộ vậy? Đấy. Còn cái tiêu chuẩn gì khác không? Chứ bên đây không có Cano rồi đó. Không có Cano rồi. Còn cái gì khác nữa không? Thực ra thương em là được. Nói vậy thôi chứ cô bé cũng kén lắm đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Nghe vậy chứ không phải vậy đâu nha Cơn. Nha. Cười tủm tỉm cái gì. Nãy giờ nghe rõ không? Dạ rồi. Mình cảm thấy mình thích người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ra sao? Nếu một người dạng vậy, biết suy nghĩ về gia đình một tí là được rồi.
cái thời khắc quan trọng. Trong mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp, rồi mình mới đưa ra quyết định. 2, 3 Mở cửa trái tim. Cảm xúc như thế nào? Mời Tiên. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bạn áo trắng. Đầu tiên tại vì bạn là ghế đỏ. Áo hồng cưng ơi. À áo hồng. Mắt cưng có vấn đề rồi. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ, với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi. Thì thấy bạn dễ thương. Ừ. Dạ. Nguyên. Dạ. Nhận xét, cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ, thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Mới đá lông nheo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rụng ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay đang còn hoang mang? Chưa chị, đang hoang mang lắm. Đang hoang mang? Dạ đúng rồi. À, em đang hoang mang, chưa biết chọn ai luôn. Bây giờ tới đàn gái nè. Ấn tượng đầu tiên về bạn ghế đỏ thì nhìn bạn hơi rụt rè. Dạ, bạn ghế xanh thì em thấy nhìn bạn hiền. Hết rồi ạ. Không, tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Oh, cười, phải bạn cười. Bạn xí, để hỏi lại nè, nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á, 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè? Thang điểm 11. 10 trên 11. Ngộ ha. Anh Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11. Mình thẳng thắn cục xúc ngắn gọn đi em. Dạ 9 điểm. 9 điểm. 9. Cũng xích xào dữ ha. Xích xào á. Xích xào á. Chủ động đi các em, cơ hội không có đến nhiều đâu. Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin. Em ăn cơm chưa? À, cũng được, cũng được. Sao giống cục xúc giống bên này? Bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử. Anh ơi, thấy có dĩa sushi. À, người ta rất là tinh tế. À. Có dĩa sushi. Mà hỏi ăn cơm chưa, sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi. Trả lời đi cưng. À, dạ chưa. Sao nữa? Chút nữa ăn sushi nha. Sushi của người ta đem theo mà. Như cái này đem tới là để cho anh ăn á. Đâu giờ đem luôn cho rồi đi. Anh ăn, mà anh ăn đi. À, là cái này em chuẩn bị hả? Đúng rồi, em chuẩn bị á. Vậy anh ăn ít rồi để. Anh cảm ơn nha. Là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho? Thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn. Ai ăn thì ăn, ai ăn ăn đi. Rồi bây giờ tới em hỏi nè, mà giờ em hỏi anh ghế xanh hay ghế đỏ nè. Em cũng không biết hỏi gì hết trơn. Nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em. Chủ động đi đàn ông trai. Em đợi em nhận sushi em phải trả lại chứ. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn, cũng được lắm. Sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chất quốc vậy trời. Ủa, đòi lại luôn hả? Không, em anh gói lại cho em. À, rồi để đây. Rồi nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Thôi mệt quá, dẹp hai này. Em, văn phòng mình phải thể hiện đúng đó. Nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Rồi. Cảm ơn anh. Ôi. Chưa anh? Chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi chị. Nói gì đâu. Kêu tặng người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị. Không phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè, chứ không nói gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói, con trai không phải trắng tay. Ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ừ. Ít trang hồi em vẫn về nhà gặp còn mẹ. Còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó em cũng sợ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó, là ý nghĩa của nó là như vậy. Đúng không em gái? Dạ.
Em xin lỗi. Cảm ơn em nha. Em xin lỗi gì? Em xin lỗi để làm anh ăn ta là bằng một tí. Ăn ta là bằng. Ăn ta là bằng là gì? Lại cục xúc. Thực ra đây là một cuốn sách rất là đáng yêu, có một số cái câu mà làm cho mình có thêm động lực. Chị hỏi em nè, lần này muốn yêu đơn phương hay là muốn tỏ tình trước, hay là muốn để người ta tỏ tình mình? Em muốn tìm hiểu từ hai phía. Em muốn ai là người chủ động? Cả hai. Hai đứa chủ động đi. Dạ chị. Cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây luôn hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Chủ động đi. Chào chị, chưa tìm hiểu. Chưa tìm không, hiểu bây giờ là cảm tay xúc. Truyền cảm xúc. Cảm xúc phải có dòng điện. Mạnh mẽ lên em. Rồi, nhìn vô mắt. Nhìn vô mắt nói cảm xúc. Tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây tí, mình bấm nút sau nha. Ok. Bây giờ mình lãng mạn hơn nè. À, nhẹ nhàng romantic hơn hả chị? Romantic hơn nè. Một bên là diễn viên, một bên là ca sĩ nè. Anh ăn miếng này có tương ớt. Rồi sao nè, một cái sự tử tế. Cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn. Tại anh biết em thích tương ớt. Thấy chưa? Ồ. Anh xúi vậy đó, để có gì hai đứa đau bụng chung. Người ta tự làm, bậy bạ. Ờ, rồi. Nắm tay. Anh bị khoan, đợi nuốt là anh chưa nuốt mà. Thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai. Nghẹn sao chị? Châu nắm tay luôn. Nhìn nhau ăn. Đúng rồi. Ăn sushi. Nhìn nhau 30 giây đi, mình nói chuyện được. Ờ, nắm tay còn hơi vụng về ha. Em có cần có một người chở em đi hát không? Cần. Anh từng chạy Grab, anh biết đường giỏi lắm. Duyên dáng quá trời. Ví dụ như em hát về trễ mà mệt quá, em muốn có anh ngay lúc đó thì anh có xuất hiện ngay được không? Anh tin tiên nhưng mà anh không phải là tiên. Không xuất hiện ngay được đâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là chương trình đã chọn cho mình cái người phù hợp thì mình bấm cái nút với cái màu ghế của mình. Nếu mình cảm thấy là mình thích cái người ở cái ghế màu đối diện hơn, mình có quyền bấm cái màu của cái ghế đối diện. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy không rung động và không muốn bấm ai hết thì chúng ta có quyền không bấm nút. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và 1. Hết giờ. Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên, sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em ăn cơm chưa? Dạ, 10 điểm. Em cũng hơi hoang mang. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Trai của tôi có bên cúp điện. Cúp điện. À, hai bên nhà trai và gái cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có một đôi thành công. Đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ. Yeah. Trước tiên nắm tay nhau. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại. Dạ. Yeah. Tại sao em không quyết định bấm nút? Bởi vì thứ nhất là em mến bạn đó nhưng mà chưa tình cảm nên là không muốn bấm nút. Nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè. Tôn trọng. Tôn trọng. Cái đó từ quá nghiêm túc mà, đâu có gì đâu cục xúc. Em trưởng thành rồi đó. Vậy thì em sẽ nói từ khác. Ừ. Được rồi,
được tồi. Câu đó mới đúng là em đó. Người ta đã rõ ràng như vậy rồi mà thiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Nắm tay đi các bạn và hãy tặng nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta về chung một đội. Wow. Tiên, chủ động lên em. Anh hôn ngày má em nha. Em chuẩn bị nha. Em chuẩn bị, tao báo rồi đó, tử tế lắm. Thôi nếu mà hồi hộp quá thì nhắm mắt lại đi. Lẹ lẹ đi anh. Dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn chiếc điện thoại Realme, thiết kế ấn tượng, pin khủng, sạc nhanh. Xin gửi tặng cho hai em. Quá tuyệt vời. Hai người chúng ta không đến được với nhau thì cũng có phần thưởng, đó là một chiếc điện thoại luôn, để mình có thể nhắn tin, để mà tìm đối tượng thích hợp hơn, đúng không? Hai này ta có điện thoại, ta nhắn tin cho nhau rồi, mình có điện thoại để tìm đối tượng. Và ngay bây giờ đó là những phần quà. Đây là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth dành tặng cho các bạn tham gia chương trình. Yeah, đây, đây gửi tặng em. Xin được gửi tặng phần quà của nhãn hàng bột giặt Choice 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Tặng mỗi bạn một combo bột giặt Choice. Đây, để tặng em nha. Và đây là phần đặc biệt nữa nha. Nếu hai bạn kết hôn với nhau thì sẽ được sử dụng 1 năm miễn phí bột giặt Choice. À. Kính thưa quý vị, và nếu như quý vị còn đang là một nửa độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, thì hãy mạnh dạn nhanh tay đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là những cái giây phút cuối cùng rồi. Bây giờ cũng là 11 giờ rồi. Tụi mình cũng vừa mới vừa kết thúc xong ở chương trình là ghép đôi thần tốc cho hai cặp đôi. Tuy nhiên thì hôm nay chỉ có một cặp đôi thành thôi, nhưng mà các bạn rất là dễ thương luôn, toàn là những trai xinh gái đẹp thôi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về cảm xúc của các bạn sau khi mình xuống sân khấu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cặp đôi đã vừa mới thành ngay từ lúc nãy. Đây. Hello, xin chào cô gái. Vừa rồi có vui không? Dạ rất là vui. Cảm xúc sao nè? Giờ còn cảm thấy lâng lâng không? À, cũng kiểu hồi hộp. Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Tới trường của em là hát rồi. Hát rồi, anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn cũng, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Ví dụ như bạn ấy hát xong, em đón bạn ấy, ok em khoác cho bạn ấy một cái áo, chỉnh chu, lái xe chở đi ăn. Đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu. Cái lúc mà bấm thì thấy sao? Lúc bấm là rất là hồi hộp đúng không ạ? Mai mốt về có người chở đi hát. Thì không biết là bạn có chở đi thiệt hay không á. Dạ. Đâu rồi, bạn trai đâu rồi, bạn trai đâu rồi? Bỏ đi đâu mất tiêu rồi ta? Okay. À, đứng bên cạnh. Rồi, bắt đầu đây. Rồi bưng được cô búp bê về nhà vui quá trời luôn gì. Dạ, cảm xúc là vui với hạnh phúc. Ăn sushi thì ngon, có tương ớt ngon. Sushi của em đâu? À, không dễ ăn sushi của bạn đâu nha. Không. Mai mốt về nấu món gì nữa không? Nói chung là em biết nấu hết, nên là bạn muốn ăn món gì thì em sẽ nấu nó. Dạ. Ăn rồi thì chở người ta đi làm. Dạ. Dạ. Lúc đầu em khi mà em nghe anh chưa thấy anh thì em nghĩ gì về anh? Em nghĩ thì anh cũng có những cái ưu điểm giống như em, có những cái sở thích hay là những cái giống em. Anh cũng vậy. Với lại cái lúc mà em hát á, lúc em hát là anh thấy rất là thích cái giọng hát của em. Thì cái lúc mình chưa mở màn ra thì anh có ý định là chọn ai chưa? Thì lúc đó anh cũng xác định sẵn là chắc là
nếu mà chọn thì sẽ chọn em, ghế màu đỏ. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duy mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bạn áo trắng đầu tiên, tại vì bạn là ghế áo đỏ. Áo hồng cưng ơi. À áo hồng. Mắt cưng có vấn đề rồi. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ, với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi, thì thấy bạn dễ thương. Dạ.